Ngân Hà, em tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp đại học rồi ạ. Em đã học năm nhất ở trường Đại học Y Hà Nội, và nãy vừa rồi thì em vừa mới đỗ vào Y Đa khoa của trường Đại học Davidson ạ. Đề thi hôm 16 vừa rồi đối với em thì không không quá dễ đâu ạ, nó cũng khó đấy ạ, kiểu nó khó hơn là em dự đoán ạ. Lúc đầu vào em cũng hơi sợ, nhưng mà xong rồi thì cũng phải làm được hết rồi ạ, tại vì là đề thi trắc nghiệm không có tự luận nên là sẽ làm hết ạ, không sợ là bỏ câu nào được. Đề thi thì có 30 câu, làm trong khoảng 30 phút ạ. Thì em nói thật là tại vì em vào lớp hơi muộn ạ. Em đáng lẽ là các bạn sẽ có một khoảng thời gian tầm 3 tháng các bạn ôn, nhưng mà em và hai bạn nữa cũng thi cùng cái đợt của em thì ôn trong khoảng 1 tháng rưỡi, thế là cũng hơi gấp gáp. Thế là thầy cô cũng bao hàm được hết ạ, nhưng mà không thể đi kỹ rồi ạ. Thế là trong bài thi thì em vẫn có thấy một số kiến thức mà vẫn còn khá là mới, thi môn sinh và văn hóa, nhưng mà trong trong bài bài viết thì chỉ có môn sinh văn hóa thôi, chứ còn bài interview bài nói thì thầy có thể hỏi cả môn lý nữa. Đối với cả môn hóa thì em thấy nó cũng khá là khác đấy. Thì bình thường ở trên lớp cấp 3 thì bọn mình sẽ học về tính toán nhiều hơn nhé, học về tính toán áp dụng nhiều hơn, chứ còn thi Davidson này thì kiến thức nó hầu hết là kiến thức lý thuyết và kiến thức nó cũng căn bản ấy ạ. Nó giống như là cái hồi mà mình học hồi lớp 10 á, chứ nó không giống cái đợt lớp 11, lớp 12 phá đâu ạ. Thứ là môn sinh thì cũng khá là giống, nó giống với cả kiến thức của cấp 3 Việt Nam hơn là môn hóa môn lý á. Thì nó dễ tiếp thu hơn là hai cái môn kia đối với em như thế. Ừ, mình đã học trước đấy ạ. Của em, phòng của em thì có hai giáo sư hỏi ạ. Tức là có hai người, nhưng mà một cô thì cô không hỏi, chỉ có một thầy professor hỏi em thôi ạ. Thì em thì may quá không bị hỏi lý. Em thì hỏi hóa với cả hỏi sinh ạ. Hỏi nhưng mà hóa sinh thì thầy sẽ hỏi, em không biết mọi người khác như thế nào, nhưng mà của em thì các cái câu hỏi gần như là nó đều là follow up của nhau, gần như nó là từ các câu hỏi phụ của một câu hỏi lớn ấy. Thầy hỏi rất là, nó như kiểu một cuộc trò chuyện bình thường, nó không bị căng thẳng quá đâu. Có một phần mới và cũng có một phần là hỏi lại. Em nhớ là ở trong bài thi của em có một phần là nói về hô hấp tế bào các thứ, thì giáo sư cũng hỏi lại sâu hơn cái phần đấy khi mà làm interview ạ. Trong cái bài thi trắc nghiệm ấy, thì em thấy là khó hơn, thứ nhất là thấy là khó hơn là bài thi nói ấy. Trong bài thi trắc nghiệm thì các cái dạng câu hỏi nó cũng nhiều dạng, nó phủ hiện toàn bộ tất cả kiến thức, không có cái đoạn nào mà em đã học rồi mà lại không hỏi hết, thì kiểu như là mình không thể học đủ được ấy ạ. Em phải mình phải học hết tất cả các thứ thì mới có thể gọi là yên tâm để vào phòng thi trắc nghiệm được. Còn khi mà thi nói thì cái thời gian nó cũng ít ạ, nên là thầy cô chỉ có thể hỏi một cái chủ đề cụ thể thôi, cái chủ đề nó cũng không rộng thôi, và rất là hỏi hỏi rất là sâu vào trong chủ đề đấy, nên là mình vừa phải học hiểu mình học đủ và mình vừa học sâu ấy cũng khó. Thì mọi người biết là em học hơi gấp một tí, thế là em phải tăng cái số buổi học của em lên tận 3 buổi một tuần nhá, các buổi tối. Thì nhất là trên trường lớp thì cũng phải ghi chép đầy đủ này, tất nhiên rồi. Và khi mà hết buổi học thì em và các bạn lớp em, thế bọn em cũng chủ động để xin thầy cô các tài liệu thêm, các tài liệu ôn tập đấy ạ. Thì các thầy cô cũng đưa, và các thầy cô cũng chấm cho bọn em, các thầy cô cũng rất là nhiệt tình. Còn cái việc mà cái đề thi lần này thì các bạn sẽ phải thi môn sinh là môn chính, thì sinh nó rất là nặng kiến thức, nó rất là nặng cái lý thuyết đấy ạ. Nên là em thấy là về lý thuyết thì chỉ có là phải học đi học lại rồi, chứ không 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 có một cái tip gì nó hơn như thế ạ. Sinh thì cái kiến thức của cấp 3 nó khá là tương đồng với cả kiến thức mà sẽ phải đi thi Davidson này ạ. Thì em thấy là nếu mà bạn nào đã khá là vững môn sinh ở cấp 3 rồi thì cũng không có vấn đề gì cả, chỉ có phải vì kiến thức nó cũng nhiều, chỉ có là mình lật lại trước rồi là mình sẽ nhớ thôi ạ. Còn kiến thức hóa thì nó khác nhiều so với cả cấp 3. Cấp 3 thì tính toán nhiều, còn bên này người ta dạy rất là sâu về các định luật, người ta dạy về bản chất đấy ạ. Nên là cũng sẽ phải cái cách học nó cũng phải khác đi ạ. Mình tài liệu ôn tập thì
Em hoàn toàn lấy tài liệu từ các thầy cô của em học hợp điểm, là các lấy tài liệu của thầy cô hợp điểm ạ. Thì tài liệu thầy cô hợp điểm thì cũng nhiều và cũng dàn trải. Như em nói là trong 15 câu đấy, dù là chỉ được 15 câu thôi, nhưng mà người ta hỏi rất là dàn trải, không có một cái chủ đề nào là người ta miss cái ạ. Nên là mình cũng phải học đấy ạ. Môn sinh thì thứ nhất là tại vì môn này là môn lý thuyết nhiều, nên là để mà nhớ thì em có một quyển sổ em viết đi viết lại, thường là như thế. Với cả có một cái cách để mình nhớ lý thuyết là sau khi mà mình học cái kiến thức mới, khi mà thầy cô giảng xong thì ngay cái buổi hôm đấy, ví dụ mình học xong mình ăn cơm thì ngay buổi tối hôm đấy mình phải xem lại luôn, và buổi sáng ngày mai mình xem lại luôn, nghĩa là một cái kiến thức nó còn mới, nó còn fresh thì mình nhìn đi nhìn lại cái thời mình xem đi xem lại thì cái kiến thức đấy trong cái thời gian mà càng gần cái lúc mà mình mới tiếp nhận kiến thức đấy thì nó lại thì nó nhập vào đầu mình nó càng nhanh nhá, như vậy. Em không biết cách học của em là như vậy, tại vì là thi xong em không biết điểm, em chỉ biết được là kết quả của mình là đỗ hay là đỗ năm nhất hay là đỗ dự bị hay là trượt vậy. Nên là em cũng không để biết được là cái standard của trường như thế nào, phải qua cái mức như nào thì mới đỗ ạ. Cái đấy thì bọn em cũng chưa biết ạ. Hello mọi người. Chào mọi người, mình là Phương, mình là sinh viên năm nhất của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình dự tuyển vào ngành dược của trường Đại học Đa Khoa Sen. Kế bên mình là bạn Ngọc. Mình tên là Bảo Ngọc, mình hiện tại đang là học sinh lớp 12 của trường Sài Gòn International College. Mình đang dự tuyển thi vô ngành y của trường Đại học Debrecen. Hoàn thành xong bài thi, bài nói với bài viết. Bài thi viết của mình có 15 câu hỏi, 15 câu sinh. Như phần sinh thì sẽ đi qua hầu hết các phần lý thuyết. Nhưng mà như trong bài của mình thì sẽ đi sâu vào phần sinh học tế bào, cũng như là quá trình trao đổi chất qua màng. Phần hóa một thế, phần Phần nặng sinh phần cũng có tính toán ở trong đó. số rồi. Phần phần hóa không nặng về phần tính toán, nhưng sẽ đi sâu về các tính chất vật lý hóa học của từng phần. Mình nghĩ các bạn nên học kỹ để thi tốt. Tiếp theo là không? Hóa luôn rồi còn đâu. Thì hóa hóa năm nay thì đề chỉ có một câu tính toán thôi, thì chỉ là tính toán môn đơn giản, cũng thì cũng giống như là năm lớp 8 hóa hóa của Việt Nam, thì cũng có một số câu về hóa hữu cơ, như là mấy cái gốc, nhiều cái gốc hữu cơ khác nhau. Sinh năm nay cũng có một câu cũng tính toán, nhưng mà nó chỉ hỏi mấy cái possibility giữa mấy cái genes của giữa mấy cái alleles thôi, nên cũng không có khó. Thì tính toán năm nay sinh có một câu hóa một câu, còn lại đều là lý thuyết hết. Về phần phỏng vấn thì mình được hỏi từng phần, Có ví dụ hai giáo như sư, có hai giáo sư. như có hai giáo sư phỏng vấn tất cả, một người muốn về môn hóa, một người sinh, thì sinh sẽ phỏng vấn trước và những câu hỏi sẽ liên quan đến những hệ trong cơ thể con người, như hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, và những câu hỏi sẽ đi từ dễ đến khó và hơi khó. Thì môn hóa cũng tương tự. Đó là những kinh nghiệm của mình. Còn mình thì mình được hỏi về hóa trước rồi sinh sau, thì hóa thầy hỏi về những cái liên kết hóa học nè, xong rồi tự nhiên là mình phải nói, thì thầy có hỏi sâu một chút về liên kết cộng hóa trị. Rồi ngoài ra thầy cũng có hỏi một số câu về hóa hữu cơ, thì mình được hỏi về aldehyde. Rồi như là nếu mà cũng mình thì lúc mình cũng có nói về ester, thì thầy cũng có khuyên mình nói thêm một chút về cái chất đó. Rồi thầy cũng có hỏi về như là những cái tính chất vật lý, là cái độ mạnh nhẹ giữa những cái bond nó như thế nào. Sinh á, sinh anh muốn nói luôn.
Sinh thì mình được hỏi về DNA này, cái replication process nè, rồi cũng có hỏi về cái cấu trúc của DNA. Rồi cái rồi thầy rồi cô cũng có hỏi thêm về hemoglobin, rồi sự là cái sự trao đổi chất của hệ tuần hoàn, rồi kiểu áp suất của máu, vân 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 vân. Không có hỏi về không có thì cả hai tụi mình chỉ được hỏi về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn, không có được hỏi về não với lại hệ. À, đó là kinh nghiệm của mình và Ngọc trong kỳ thi năm nay. Hy vọng các bạn cũng ôn bài và thi thật tốt. Xin chào các bạn. Bye bye. Hi, mình là Lê Nguyễn Tài đây. Thì mình đang học tại trường Nông Chứa lớp 12 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình mới thi đầu vào tại trường Debrecen, thi kiểm tra đầu vào tại trường Debrecen. Thì ở phần thi này có hai phần thi, đó là phần thi viết và phần thi nói. Thì phần thi viết thì mình thấy thì đề năm nay thì đề đề tháng 11 thì nó khá là khó, và nó gồm hai phần, đó là phần hóa và phần sinh. Phần sinh thì bạn sẽ làm 15 câu, sẽ có 15 câu trắc nghiệm, và phần phần hóa là bạn sẽ có 30 câu trắc nghiệm và bạn làm trong 30 phút. Thì theo mình thì năm nay thì nói chung là đề cũng tương đối là khó, và nhưng mà nó không nó kiểu là nó không có quá sức với học sinh, thì bạn vẫn có thể làm được, nhưng mà bạn cần ôn bài kỹ chút xíu. Còn phần phỏng vấn, về phần phỏng vấn thì mình thấy thầy cô thì họ khá là dễ với mình, thì họ họ khá là dễ với mình, họ 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 luôn tạo điều kiện cho học sinh được trả lời, và nếu bạn quên thì thầy cô sẽ nhắc lại cho bạn những cái ý chính mà nó động lại còn nằm trong đó. Về lớp ôn thì mình thấy thì thầy cô ở lớp ôn thì họ rất là chu đáo và tận tình, chỉ cho mình chỉ cho tụi mình, và mình thấy là thầy cô ở lớp ôn thì rất là dễ thương và ân cần, ôn những gì mà động lại và kỹ nhất cho tụi mình, ví như là cô Kiều chứ nè. Mình mới thi xong thì mình đang chờ kết quả, và hẹn gặp lại các bạn ở Resen.